Thì giờ này đây đến thì giờ giảng luận của mục sư giáo sư Cao Hoàng Cung. Xin mời mục sư có thể bắt đầu vào việc giảng luận và xin mời giáo sư. Xin chào quý đại đức của Chúa. Chúng ta lại gặp nhau ở trong chương trình của một vụ GMV trưa nay. Cầu xin Chúa cùng với chúng ta trong thời giờ này. Amen. Trong thời giờ này thì chúng ta sẽ cùng đến với lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước ở trên lời của Ngài. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài thăm viếng tấm lòng chúng ta, tâm trí chúng ta để mỗi người chúng ta đều đón nhận lời của Chúa một cách thật là trọn vẹn qua sự Amen. thanh tẩy của chính Thánh Linh Ngài. Thánh Linh của Chúa Ngài đến thiêu đốt đi tất cả những cái gì còn vướng bận của thế gian này, những cái gì ô uế trên đời sống chúng ta, để đời sống của chúng ta, tấm lòng chúng ta, tâm trí chúng ta như là một cái bình trống không được thanh tẩy, đón nhận lời của Chúa một cách trọn vẹn. Xin quý đời tớ của Chúa cùng hiệp chung với tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Hallelujah, chúng con ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa bởi tình yêu lớn lao của Ngài. Chúa con bó chúng con lại ở trong thời giờ này để chúng con tìm kiếm chính mình Chúa qua lời của Ngài. Con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa Ngài đến thăm viếng với bạn chị em chúng con, tôi tớ của Chúa và chính mình con nữa. Chính lửa Thánh Linh của Chúa Ngài thiêu đốt đi tất cả những sự ô nhơ, những cái gì bất thiết ở trên đời sống của chúng con, để chúng con được tẩy sạch như là một cái bình trống không, sẵn sàng đón nhận lời của Chúa, lời mầu nhiệm, lời sự sống và lời quyền năng để đời sống tâm linh của chúng con bước đi theo Chúa một cách thật là rõ ràng. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên lời của Ngài, sức dầu trên tôi tớ của Chúa, chia sẻ lời của Chúa một cách thật là mạnh mẽ, đầy quyền năng. Con cảm ơn Chúa. Bây giờ đây chúng con dâng thì giờ tốt lành này trong tay yêu thương ban phước của Chúa và chúng con hiệp chung trong lời cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý tờ tớ của Chúa, buổi trưa hôm nay thì tôi tạ ơn Chúa, chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Phần Kinh Thánh này nó hơi dài nhưng mà rất là ích lợi cho chúng ta. Tôi xin được công bố lời của Đức Chúa Trời. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ mà rằng: Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây ở trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây ở trong vườn. Xong về phần trái của mọc cây giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, khi e hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người mở ra biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng: Ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán nó hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dằn tôi và tôi đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần ở trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva. Eva có nghĩa là sự sống, là mẹ của cả loài người.
Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Nay về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy người đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Amen. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta cùng suy gẫm vào phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 3 với cái chủ đề đó là sự sa ngã của loài người. Kính thưa quý tôi tớ của Chúa, phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 3 chúng ta cùng suy gẫm để biết rằng cái nguyên nhân mà chúng ta phạm tội, cái nguyên nhân mà loài người phạm tội, và từ đó thì tội lỗi đã đi vào ở trong thế gian, vào trong loài người. Tội lỗi thì sẽ có những hình phạt kèm theo, nhưng hơn thế chúng ta biết được cái tình yêu thương ân điển của Chúa qua cái hình phạt của loài người. Tôi tin rằng buổi chiều hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 3, lời của Chúa sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được tình yêu và ân điển của Chúa rất là lớn lao ở trên loài người, ở trên mỗi người chúng ta. Và hơn thế nữa, chúng ta cũng biết được cái sự nguy hiểm, cái sự tàn bạo của tội lỗi nó tác động ở trên mỗi đời sống cá nhân của mỗi người như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy được tình yêu của Chúa so với cái hành phạt của tội lỗi. Chúng ta càng yêu mến Chúa nhiều hơn và xây dựng đời sống tốt lành theo ý muốn của Chúa tốt hơn qua sự vâng lời. Và trưa hôm nay thì chúng ta cùng xem và suy gẫm. Thứ nhất, chúng ta thấy ở trong cái câu thứ nhất đó là trong loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn. Con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Người ta nói với người nữ này, là Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây ở trong vườn sao? Con rắn ở đây thì chúng ta thấy đó là Sa-tăng. Sa-tăng đã bước vào cái khu vườn địa đàng vườn Eden đó. Nó ở dưới lốt một cái con rắn. Con rắn là một trong những cái tạo vật tốt lành mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên. Nhưng mà là con rắn thì nó là một cái loài là xảo quyệt. Cái sự xảo quyệt đó thì thích hợp với cái mục đích của Satan. Đó là lừa gạt, là kẻ nói dối, kẻ lừa gạt. Và ở đây thì cái đối tượng để mà lừa gạt đó là người nam và người nữ ở trong vườn Eden, đó là Adam và Eva. Họ bị lừa gạt để làm gì? Bị cái sự dụ dỗ của Satan, dụ dỗ Adam và Eva bước ra khỏi cái sự vâng lời của Chúa. Satan được mô tả là Chúa của kẻ nói dối, là cha của kẻ nói dối ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8 câu thứ 44. Rồi trong Khải Huyền đoạn 12 câu thứ 9, Satan được gọi là cái con rắn xưa. Vì vậy nó làm cho là Eva phải nghi ngờ lời của Chúa Trời. Satan đã đưa cái tội lỗi vào trong thế giới loài người và khiến nhân loại đã trở nên là xa lạ với Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu thứ 3, lời Chúa chỉ cho chúng ta thấy rằng là ngày xưa Eva đã bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà đời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đức Chúa Trời. Eva đã bị cám dỗ bởi cái mưu trước của Satan qua hình ảnh con rắn, và giờ đây thì sứ đồ Phaolô cũng nói đến chúng ta là những người Cơ Đốc nhân coi chừng thì cũng bị là cám dỗ để đổi cái lòng thật thà tinh sạch đó ra trở lòng gia khác. Satan thì nó từ đâu đến? Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28 câu thứ 13 thì kể rằng là Satan thì vốn là ở trong vườn Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Xong đó thì nó có một cái danh phận rất là cao, rồi rất là thông minh, nhưng mà bởi cái sự kiêu ngạo đã bị hạ xuống. Lời của Chúa Ê-xê-chiên, Chúa được chép trong Ê-xê-chiên đoạn 28 câu thứ 13 rằng: Ngươi vốn ở trong vườn Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình những thứ ngọc báu, mã não và ngọc vàng, kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích ngọc, sắc chàm, sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa.
nghề làm ra trống cơm áo sống ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Sau đó thì Satan đã nổi loạn, bởi sự kiêu ngạo, chính từ đó đưa đến sự sa ngã. Sách Esai đoạn 14 câu từ 12 mô tả rằng: hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi đã bị chặt xuống đất là thế nào? Và ở trong hiện tại thì sao? Satan nó cùng các cái chủ quyền, cùng thế lực ở trên trời, cùng vua thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời đang chiến đấu để giành giật những linh hồn về với cái sự hư hoại của nó. Sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu thứ 11 câu thứ 12 chỉ cho chúng ta là chúng ta đang đánh trận. Đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng với chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Và Satan cũng được mệnh danh là chúa của đời này. Chúa của đời này thì là làm cho thế giới này, cho loài người là mù lòng. Họ không nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ không thấy được cái sự cứu chuộc của Chúa qua sự chết của Chúa Jesus Christ ở trên thập tự giá để họ ăn năn quay về. Và Chúa của đời này là Satan đã làm mờ mắt họ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 là cho chúng ta thấy rằng là cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm cho lòng họ bị mù, để họ không có thấy sự vinh hiển chói lòa của tin lành Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời nữa. Và cuối cùng thì sao? Satan đó nó sẽ có một cái số phận cuối cùng của nó ở dưới lửa địa ngục đời đời. Chúng ta xem ở trong cái Khải Huyền cả đoạn 20, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài sẽ xét đoán, ngài sẽ xiềng nó, quăng nó xuống lửa địa ngục nơi có khóc lóc và nghiến răng. Đó là cái kẻ cám dỗ, đó là cái người mà cái loài mà đầu tiên hết mà đem cái sự sa bại vào trong cái thế giới loài người này. Và chúng ta xem tiếp nữa là khi mà con rắn nó đến, nó dùng cái mưu trước để nó dụ dỗ bà Eva. Con rắn nó nói rằng là gì? Nó nói là các ngươi chắc chắn là không chết đâu nếu mà ăn cái trái cây biết điều thiện điều ác này, ở trong câu thứ tư. Và đó là cái hình thức mà nó trực tiếp thách thức lời của Đức Chúa Trời. Sau đó nó trình bày cái sự cám dỗ. Nó nói như thế nào? Nó nói là khi mà các ngươi ăn trái đó sẽ giống như Đức Chúa Trời, là sẽ biết điều thiện điều ác, ở trong câu thứ năm. Lúc này thì Satan đã dùng cái mưu trước, đó là chối bỏ mạng lệnh của Đức Chúa Trời để khuyến dụ là người nữ, là bà Eva, làm theo cái đề nghị của Satan. Và làm theo đề nghị của Satan cũng là thỏa theo cái lòng mong muốn của riêng mình. Đây là vấn đề cốt lõi của tội lỗi loài người đây. Khi mà cái tội lỗi này nó trỗi dậy ở trong tổ tiên của chúng ta thì nó lại được truyền lại cho hết thảy nhân loại. Tội của người nữ và người nam thì càng đáng buồn hơn, bởi vì sao? Vì nó là một cái điều vô ích. Chúng ta để ý như thế này: người nam và người nữ đã được tạo nên giống như Đức Chúa Trời rồi, họ đã đủ khôn ngoan để biết điều thiện rồi. Nhưng mà là khi họ ăn trái cây đó, thay vì là biết được, thấy được điều thiện, họ lại thấy thêm điều ác. Và điều ác là có ở trong chính họ. Rồi thay vì là họ được mặc lấy cái sự khôn ngoan, nhưng mà giờ đây thì họ thấy chính mình là không có mặc gì cả, họ bị trần truồng. Adam và Eva đã bị lột bỏ hết mọi cái sự vinh hiển, tất cả những cái sự vinh dự. Thay vì trở nên giống như Đức Chúa Trời, thì bây giờ là họ đã trở nên là ít giống như Chúa hơn nữa. Và do đó có một cái hố sâu ngăn cách giữa Adam và Eva, tổ phụ của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, giữa tổ tiên của chúng ta và Đức Chúa Trời có một cái sự ngăn cách rất lớn. Và cái mối tương giao với Đức Chúa Trời mà Adam và Eva đã từng trải đó, ở trong cái sự vui hưởng đó, thì bây giờ đã được phá hỏng. Ở trong cái câu số 5 đó, thì Satan nói khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện điều ác. Nhưng mà Adam và Eva thì không có nghĩ như vậy, cứ nghĩ rằng
là mình chưa có được giống như Đức Chúa Trời, mình chưa khôn ngoan được. Bây giờ mình ăn thì mình sẽ giống như Chúa rồi, mình sẽ khôn ngoan, nhưng mà thật sự ra là sao? Adam và Eva đã tạo dựng nên như là hình ảnh của Đức Chúa Trời rồi. Chính vì điều đó mà chúng ta thấy rằng là cãi lệnh Đức Chúa Trời, nhưng mà đạt được một cái điều mà nó trở nên là vô ích. Rồi thêm một điều nữa, chúng ta xem xét tại sao hậu quả của tội lỗi của họ lại nghiêm trọng như vậy. Nguyên do là Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn là Ngài sẽ không có dung thứ cho các tạo vật của Ngài, khi mà là các tạo vật của Chúa là muốn là đặt mình là ngang bằng với chính Đức Chúa Trời, hay là họ tự thiết lập cái sự độc lập của mình và là đi theo con đường riêng của mình. Đức Chúa Trời Ngài không muốn cái điều đó. Một là không thể nào mà tạo vật mà đưa được ngang bằng với đấng sáng tạo được. Cái thứ hai nữa, tạo vật thì phải được những cái sự cai trị, quản trị là của đấng sáng tạo. Nhưng mà đằng này thì sao muốn được thiết lập một cái độc lập của mình, đi theo một đường riêng của mình, chứ không phải theo cái đường lối của Chúa nữa. Cái mong ước mà để làm chủ được bản thân mình và làm được cái điều mà mình muốn của con người đó, thì nó ẩn sâu ở bên trong. Đó là cái nguyên tội, là điều mà chúng ta đã thừa hưởng từ tổ phụ chúng ta, đó là Adam và Eva, hay nói cách khác là tổ tiên của loài người. Và khi mà chúng ta nhìn vào thế giới này, chúng ta thấy có nhiều sự rối loạn, và là cái gốc rễ của vấn đề nó nằm ở đâu? Đó là nằm ở cái chỗ là chúng ta tự đặt mình ở cái vị trí trung tâm, muốn là cao hơn hết, muốn ngang bằng với đấng tạo hóa, muốn dành về phần cho mình, làm theo đường lối của mình. Và chính những cái điều gốc rễ đó, nó là bản chất của tội lỗi loài người, tạo nên những cái sự tranh chiến ở thế giới này. Và đó là cái nội dung của vấn đề phạm tội của Adam và Eva. Và lúc đó thì Satan nó đã dùng chiến thuật như thế nào để có thể cám dỗ được là Adam và Eva đây, và cụ thể là người nữ mang tên là Eva. Chúng ta thấy ở trong cái sự khởi đầu thì đặt ra có ba cái sự nghi ngờ. Satan đã gieo về vào ở trong người nữ ba cái sự nghi ngờ. Thứ nhất là nghi ngờ về lời của Chúa. Satan đã hỏi, đặt câu hỏi là Đức Chúa Trời có phán dặn như vậy sao? Chúa thì phán rõ ràng, nhưng mà nó đặt câu hỏi lại, có phải Chúa phán vậy không? Gieo cái sự nghi ngờ vào trong lòng của loài người. Rồi đặt cái sự nghi ngờ về hình phạt của Chúa. Satan hỏi, ồ, hai người không chết đâu. Tức là phủ nhận rằng cái sự việc là nếu cãi lời Chúa thì sẽ không chết. Và ngày nay thì cũng có cái học thuyết, đó là học thuyết là không có hình phạt. Và cái học thuyết không có hình phạt thì nó dựa trên cái việc đó mà Satan đã nói, không có ví dụ mà là chết đó đâu, không có hình phạt đâu, bởi vì Chúa là yêu thương, Chúa là ân điển, Chúa là nhân từ. Và một cái nghi ngờ thứ ba, đó là nghi ngờ về lòng tốt của Chúa. Chúa cấm không có cho ăn, bởi vì ăn là sẽ có hại. Nhưng mà là Satan thì đặt vấn đề lại nè, ồ, Đức Chúa Trời Ngài không cho ăn bởi lý do là Ngài Ngài không muốn các ngươi là sao bằng như Chúa đó. Lòng tốt của Chúa đã bị nghi ngờ. Nhưng mà sau đó thì sao? Tất cả những sự diễn tiến xảy ra thì đều lọt vào trong cái bẫy của Satan. Chúng ta thấy là người nữ đó thấy trái cây bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở cái khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng mình đứng gần, chồng cũng ăn nữa. Chúng ta chú ý mắt thấy rồi đem tới cái sự thèm muốn, xong rồi hành động là hái ăn. Và đó là cái những cái hành động tiếp theo để bước vào trong cái sự sa bại, tức là nghịch lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nghịch lại với sự dạy dỗ của Chúa. Ở trong Kinh Thánh thì có rất là nhiều cái gương cho chúng ta cũng thấy giống như vậy. Thí dụ như ở trong cái câu chuyện Akan đó, Akan phạm tội bởi vì làm gì? Ông nói rằng là tôi thấy trong cuộc cướp là có cái áo choàng Sinea và một 200 xích lê bạc, một nén vàng. Tôi tham muốn thấy các món đó và lấy nó, tôi đem giấu ở trong cái trại của tôi. Mới đầu thì cũng nhìn thấy,
rồi đem lòng ham muốn và lấy. Vua David cũng vậy. Vua David đi dạo chơi, thấy người nữ đang tắm, thấy tiếp, rồi gì nữa, rồi là mới ham muốn, rồi mới đem mấy người nữ đó về để ngủ cùng. Rồi sao nữa, mới sanh ra một cái ý tưởng là phải giết chồng đi để chiếm đoạt. Và chúng ta thấy rằng là người nữ Eva đã trải qua ba loại cám dỗ cụ thể. Đó là một cái sự đại diện cho tất cả các sự cám dỗ mà con người ta kinh nghiệm được. Eva đã thấy được là cái trái cấm, coi bộ ăn ngon và đẹp mắt và quý, và làm cho mình khôn ngoan trong câu 6. Và thư gian thứ nhất đoạn 2 câu 16 cũng mô tả lại ba cám dỗ tương tự như vậy. Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Một trong những lỗi lầm thông thường mà con người ta phải mắc phải khi mà chúng ta phạm tội rằng là, thì chúng ta nói gì? Thôi chẳng có ai phải trải qua cái cám dỗ giống như tôi đó. Thành ra là tôi chịu nặng quá, tôi chịu nổi. Nhiều loại cám dỗ mà chúng ta trải qua thực ra là nó rất là phổ biến, nó thông thường thôi à. Rồi là cám dỗ đó thì nó cũng không có quá sức chúng ta đâu. Như Phaolô nói, không có chuyện nào, sự cám dỗ nào quá sức với loài người. Đức Chúa Trời cũng chẳng để cho chúng ta là bị cám dỗ quá sức mình đâu. Tôi nhất là 10 câu thứ 13. Nhưng mà là sao? Bởi vì là chúng ta không thoát khỏi cái sự cám dỗ thôi, chứ không phải là cái cám dỗ nó quá sức. Và khi mà phạm tội rồi thì thông thường như thế nào? Chúng ta có thể là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ôi đó, bởi vì là cái sự cám dỗ nó đến mà. Rồi cũng có thể là chúng ta đổ lỗi cho Satan. Và cũng có nhiều người là đổ lỗi cho Chúa nữa. Và cái sự đổ lỗi đó là một cái phản ảnh rõ ràng là chúng ta không có nhìn thấy mình phạm tội. Chúng ta không có biết được là chúng ta cần phải ăn năn bởi vì chúng ta phạm tội. Cái đổ lỗi đó muốn nói rằng để bào chữa cho chúng ta. Và bào chữa rằng là chúng ta không phạm tội. Mà nếu có phạm tội thì chẳng qua là khách qua. Không, nhưng mà là sao? Tội lỗi đó nó xuất phát từ cái sự chọn lựa của chính chúng ta. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng là Adam đã không có nhận lấy tội lỗi của mình và quyết định đổ lỗi cho người nữ. Chính là Eva đã ăn rồi lấy rồi đưa cho tôi, mà cái người này là từ đâu đến? Từ nơi Đức Chúa Trời. Và anh muốn nói rằng là gì? Ông Adam muốn nói rằng là sở dĩ mà con ăn tại vì là người nữ này đưa cho con này thôi. Nhờ rõ ràng thì sao? Lời phán của Chúa về mạng lệnh là không được ăn thì Adam đã là cái người được nghe. Chúng ta thấy rằng là có thể rằng là Eva là cái người bị lừa dối, nhưng mà là chắc chắn không thể nào là Adam là có thể chối bỏ được tội lỗi của mình. Bởi vì sao? Mình đã được nghe trực tiếp lời phán của Chúa về mạng lệnh không được ăn, nhưng mà giờ đây thì mình đã ăn. Rồi Eva thì cố gắng đổ lỗi cho con rắn ở trong câu thứ 13. Và thêm một lần nữa cho chúng ta thấy rằng là nhân loại thì không bao giờ là thích gánh cái trách nhiệm về các cái tội lỗi của mình. Để làm gì? Để tránh hổ thẹn, tránh tội lỗi. Bằng cách là cố gắng bào chữa. Và khi mà bào chữa thì thường thì đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà tất cả những cái việc mà tránh né rồi đổ lỗi cho người khác đó thì không bao giờ có cái hiệu quả được. Người nam và người nữ đã rõ ràng là biết mình trần truồng và hổ thẹn. Rồi cố gắng là tìm cách là gì để che giấu tội lỗi. Họ che giấu tội lỗi bằng cách là lấy lá vả để làm cái khố che thân. Nhưng mà đó là một cái cố gắng vô ích. Vì lá vả thì không có thể cất đi cảm giác tội lỗi. Dù là che giấu tội lỗi hay là chối bỏ nó hay là đổ tội cho người khác thì là cũng vẫn là mang tội rồi. Là do đó mọi cố gắng của loài người để làm sao đó để gạt bỏ cái tội lỗi đó ra khỏi đời sống chúng ta thì đều là những cái nỗ lực vô ích.
Cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời Ngài có những cái chương trình tốt lành ở trên tội lỗi của loài người. Chúa biết là Adam và Eva đã phạm tội. Nhưng mà là đến chiều thì sao? Chúa vẫn hỏi Adam, người ở đâu? Khi mà Chúa hỏi Adam, người ở đâu? Thì lúc đó Adam làm gì? Tình trạng ra sao? Chúng ta cùng theo dõi ở trong câu thứ 8 đến câu thứ 13. Cho dù là có cái lá vả che thân, Adam và Eva vẫn bị là hổ thẹn, bởi vì cái con mắt lương tâm của họ đó đã được mở ra ở trong câu 7. Rồi là họ nhận ra rằng đó là họ đã phạm tội. Và lúc đó cái sự sợ hãi đến, họ rất sợ đến Chúa Trời. Vì vậy đó là họ khi mà nghe tiếng Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn thì sao? Họ ẩn mình để tránh mặt Chúa ở trong câu thứ 8. Chúa đặt ra câu hỏi với người nam người nữ, Adam và Eva sau khi phạm tội, là không phải Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm kiếm thông tin, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã biết tất cả mọi điều đã xảy ra rồi, nhưng mà là các cái câu hỏi mà Chúa Ngài đặt ra đối với ông Adam và bà Eva đó, là cái câu hỏi Ngài dùng để dẫn người nam và người nữ này đã phạm tội rồi thì dẫn được dẫn đến cái chỗ xưng nhận tội lỗi của mình. Nhưng mà thật đáng buồn khi mà là trong những cái câu kinh thánh mà chúng ta vừa xem ở trong Sáng Ký đoạn 3 đó, thì chúng ta không hề thấy người nam và người nữ Adam và Eva này là xưng nhận tội lỗi của mình chút nào hết. Và thay vì đó thì sao? Họ đổ lỗi cho nhau. Ngày nay thì Đức Chúa Trời Ngài cũng vẫn tiếp tục hỏi mỗi người trong chúng ta, con ở đâu đây? Và tất cả mọi người chúng ta cũng phải đều trả lời và đối diện với Ngài. Tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta đó là gì? Dừng lại cái việc mà che đậy bằng lá vả và bước ra khỏi nơi mà chúng ta đang ẩn mình. Để làm gì? Để xưng nhận tội lỗi của chúng ta. Và sẽ đưa đến một cái kết quả, đó là Chúa Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và mặc cho chúng ta cái bằng cái sự công chính là của Đấng Christ. Ở trong thư gian thứ nhất đoạn 19 thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, nếu mà chúng ta xưng tội mình thì Chúa là thành tín và công bình tha thứ tất cả mọi điều gian ác của chúng ta. Và Adam và Eva đã không làm điều đó. Nhưng mà Chúa hỏi thì lại chối. Và những câu hỏi đó là Chúa muốn đưa dẫn Adam đến cái việc xưng nhận là mình đã phạm tội, mình ăn năn, Chúa Ngài sẽ phục hồi. Nhưng mà tiếc rằng thì tổ phụ của chúng ta, tổ tiên của chúng ta đã chối. Khổ hơn nữa, đó là thay vì nhận lỗi, thay vì là nhìn biết tội lỗi của mình, nhưng mà là họ đổ lỗi cho nhau. Và chính cái sự đổ lỗi cho nhau đó thì dẫn đến một cái kết quả, đó là gì? Đó là đón nhận cái án phạt qua cái sự tuyên án của Chúa. Chúng ta cùng xem ở trong phần kinh thánh câu 14 đến câu thứ 19. Chính là trong cái phần kinh thánh của cái sự đoán xét và những cái án phạt này, chúng ta thấy được cái nhân từ của Chúa, thấy được ân điển của Ngài, của Đức Chúa Trời của chúng ta. Sau khi mà Adam và Eva phân bua bào chữa cho mình, thì đáng lẽ ra là Đức Chúa Trời sẽ ra một cái bản án cho Adam và cho Eva. Chúng ta chú ý ở trong cái phần này mà chúng ta mới thấy được cái sự nhân từ của Chúa đây, là cái ân điển của Chúa đây. Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi, ở trong câu thứ 13. Và qua cái câu thứ 14 thì tiếp tục là Jehovah Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Chúa thì hỏi người nữ, người nữ đổ thừa cho con rắn, và sau đó thì sao? Đức Chúa Trời phán cùng với rắn và ra cái hình phạt liền. Chứ không phải hỏi con rắn nữa. Và chúng ta thấy rằng là
cái đối tượng để mà nhận cái hình phạt thì đầu tiên đó là Satan, tai nạn của con rắn. Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật và các loài thú độc. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn vẹn cả đời. Qua phần kinh thánh này chúng ta thấy được rõ ràng là Đức Chúa Trời Ngài cũng có một cái sự yêu thương đối với tạo vật của Ngài là Adam và Eva qua cái sự hình phạt. Và câu 14 thì rõ ràng là Chúa ra một cái bản án. Rồi qua đến câu thứ 15 thì sao? Đó là một cái lời hứa về đấng cứu thế sau này. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ dòng dõi, mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Một cái hình phạt đối với Satan, nhưng mà cũng kèm theo là một lời hứa đối với dòng dõi loài người. Đức Chúa Trời Ngài đoán phạt, Ngài rủa xả con rắn. Lý do tại sao vậy? Bởi vì cái vai trò của nó trong việc cám dỗ người nữ rất là lớn. Con rắn và cái dòng dõi của nó từ lúc đó trở đi phải bò bằng bụng và ăn bụi đất. Đây là một cái dấu hiệu của cái sự thua cuộc, chiến bại. Một cái sự đoán phạt trên con rắn và trên người nam và người nữ. Cái sự đoán phạt này là không chỉ giới hạn đối với ba bên này đâu. Sự đoán phạt còn liên hệ đến dòng dõi của họ. Đúng ra là cái con rắn, người nam và người nữ có thể xem là như là những người đứng đầu tương ứng của hai dòng dõi. Mà hai dòng dõi này là đã được đặt ở trong cái sự thù nghịch nhau. Và cái sự nghịch thù này đó đạt đến đỉnh điểm khi nào? Khi mà dòng dõi người nữ này sẽ đạp lên đầu con rắn. Trên đầu mày đó, trong câu 15, chính đầu con rắn và cái dòng dõi của nó sẽ bị giày đạp. Bởi vì sao? Bởi vì là con rắn đại diện cho một cái thế lực gian ác, đó là chính là Satan. Và trong đó thì cũng có kèm theo lời hứa nữa. Lời hứa đó là đấng Messiah. Đấng Messiah đó là chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là dòng dõi của người nữ. Và Ngài sẽ đến để giày đạp cái thế lực của Satan và hủy phá cái công việc của ma quỷ. Chúng ta xem ở thư văn thứ nhất đoạn 3 câu 8. Chính Chúa Ngài sẽ đến để gì? Để hủy phá đi công việc của ma quỷ. Tuy rằng là khi mà tranh chiến thì Đấng Christ sẽ bị thương ở gót chân của Ngài. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Đấng Messiah đã chiến thắng. Chính trong cái sự đoán phạt nặng nề đó, ở trong cái phần kinh thánh này chúng ta đang nghiên cứu đây, nhưng mà chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa, chúng ta thấy được ân điển của Đức Chúa Trời, vẫn đưa ra cái sự hy vọng về một đấng cứu rỗi và một cái đấng vào đến lúc cuối cùng thì sẽ thắng hơn điều ác và phục hồi là các phước lành mà Chúa đã ban cho loài người mà họ đã đánh mất. Và cái sự đoán phạt đó thì sao? Đoán phạt đó đối với người nữ nữa, cũng có. Chúng ta xem coi như thế này có phải là cái hình ảnh của cái sự đoán phạt nó như thế nào đây. Câu 16 thì lời Chúa chép rằng Ngài phán cùng người nữ rằng ta sẽ đem đều cực khổ bội phần hơn trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị người. Ở đây chúng ta thấy rằng là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời ở trên Eva thì là hướng đến một cái điều rất là đặc biệt, đó là cái vai trò độc nhất mà chỉ có người nữ mới có rồi, đó là cái công việc sanh con, công việc sanh sản. Trước đây cái sự sanh sản đó là đóng một cái vai trò hoàn toàn mang cái ý nghĩa là vui mừng, bởi vì không có cái niềm vui nào khi mà người mẹ có một đứa con được. Nhưng mà cái sự vui mừng này bị gắn liền với sự đau đớn dữ dội. Đây là một lời nhắc nhở cho mỗi người mẹ kể từ khi người mẹ đầu tiên phạm tội. Và kế tiếp thì chúng ta thấy rằng cái mối liên hệ của người nữ đối với người chồng của mình là sẽ bị thay đổi bởi vì cái tội lỗi gây ra đây. Trong hôn nhân thì thay vì là cùng chia sẻ và hợp tác công bằng, rồi là cái sự vui hưởng trong cái đời sống vợ chồng, thì giờ đây là người nữ đã hoàn toàn là bị thay đổi. Trước đây thì hoàn toàn là vui hưởng, nhưng mà giờ đây thì sao? Cái ước muốn của người nữ sẽ hướng về chồng, rồi là cái ước muốn của người chồng là cái ước muốn của mình. Nhưng mà là giờ đây thì sao? Hoàn toàn đều phải phụ thuộc vào chồng, bởi vì chồng là cai trị hết.
Nhưng mà là nói cho một cách rõ ràng hơn thì chúng ta thấy rằng là bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa, dòng dõi loài người thì không hề bị tuyệt diệt. Những con trẻ cũng sẽ tiếp tục được sinh ra, rồi những con trẻ đó cũng đem lại là những cái niềm vui cho người cha người mẹ của chúng. Dù cho rằng là cái niềm vui của người nam và người nữ trong hôn nhân đó là những đứa trẻ nó được sinh ra, nhưng mà ở trong cái sự vui mừng đó, bởi mình có đứa con đó, thì nó phải trộn lẫn những cái điều mà buồn phiền phiền não. Và cũng ở trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời thì cũng có một con trẻ đó được sinh ra, đó là hài nhi Giêsu. Rồi trong một cái ngày nào đó thì sẽ trở nên là cái phương tiện để phục hồi các phước lành của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại ở trong sự cứu chuộc. Chúng ta xem coi cái hình phạt của Đức Chúa Trời đối với người nam thì sao? Loài người ở đây thì được đặt tên là Adam. Adam có nghĩa là hướng về cái vai trò, bây giờ hướng về cái vai trò là gì? Là trong cái công việc làm đồng áng, làm ruộng, làm rẫy, làm nông nghiệp. Và cái trọng trách là của Adam đó thì là chu cấp được cái thực phẩm cho gia đình của mình. Và giờ đây cái trách nhiệm là của Adam sẽ trở nên là khó khăn hơn nhiều bởi cái sự rủa sả của Đức Chúa Trời trên đất đai. Các loại rau củ hay là thực phẩm được cung cấp bởi đất sẽ không còn phát triển là giống như trước đây nữa, nhưng mà phải cần rất nhiều cái sự nỗ lực của con người. Lúc đó là Adam phải cày bừa trồng trọt và canh tác ở trên đất, rồi cũng phải dẹp bỏ đi gai góc và cây tật lê ở trong câu thứ 18. Nhưng mà nó cũng giống như với án phạt trên người nữ, án phạt dành cho người nam cũng được giảm nhẹ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nhân loại người lúc đó thì cũng có thể ăn rau và đồng ruộng bằng cái sự làm ruộng khó nhọc của con người. Đất đai cũng sẽ sản sinh ra những cái thực phẩm, nhưng mà là giờ đây thì đất đai đã bị rủa sả, nó không còn giống như là cái ý định ban đầu của Đức Chúa Trời nữa. Và ngày nay cũng vậy nữa, chúng ta thấy rằng là đất đai cũng đang ở dưới sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Nhưng mà là chúng ta cũng có thể trông đợi và hy vọng là một ngày nào đó khi mà sự rủa sả đó được cất bỏ đi. Lúc nào? Lúc mà Đức Chúa Trời ngài sẽ tạo dựng cái trời mới và đất mới. Rồi một cái phần cuối cùng nữa đó là cái sự rủa sả của Chúa ở trên cái đời sống của con người. Con người được tạo dựng nên bụi đất thì sẽ chết thôi, rồi trở về với bụi đất. Đây là cái sự ứng nghiệm về hình phạt mà Đức Chúa Trời đặt ra với cái việc mà ăn trái cấm. Chắc chắn người ăn thì sẽ chết. Và giờ đây thì cây sự sống nó không còn dành cho người nam và người nữ nữa, không còn dành cho là loài người nữa, không còn dành cho Adam và Eva nữa. Bởi vì sao? Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Và chúng ta là hậu tự của Adam và Eva thì sao cũng bị đuổi ra cùng với họ. Chúng ta cũng nhận với hình phạt của sự chết bởi tội lỗi của tổ tiên chúng ta. Tổ tiên chúng ta đã truyền lại cho chúng ta vì tội của họ. Nói một cách khác là chúng ta đã thừa hưởng cái bản chất tội lỗi. Và vì tội lỗi của chính chúng ta cũng nhận lấy cái bản án đó là sự chết. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thân mọi người, như vậy mọi người đều phạm tội. Và giờ đây chúng ta thấy rằng là sao? Có một điều rất là đặc biệt nữa ở trong câu thứ 20. Adam đã đặt cái tên thứ hai cho vợ của mình. Đầu tiên thì Adam gọi là Eva, là người nữ. Bởi vì là Eva thì do nơi người nam mà có ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 23. Nhưng mà bây giờ Adam đặt cho Eva một cái tên riêng. Eva tên đó có nghĩa là sự sống, vì cô là mẹ của cả loài người. Để nói lên rằng cái sự chấp nhận hình phạt mà Đức Chúa Trời ngài dành cho loài người. Chúng ta thấy là sau khi tuyên án phạt nặng nề, Đức Chúa Trời đã ra một cái bản án ở trên Adam và Eva. Đức Chúa Trời đã mặc cái da thú cho họ. Điều này đó là càng thể hiện sâu xa hơn cái việc mà Đức Chúa Trời ngài yêu thương loài người và bất chấp cái tội lỗi của họ. Chúng ta thấy hai cái ý nghĩa biểu tượng trong Kinh Thánh này. Thứ nhất là để làm ra cái da thú đó thì đòi hỏi phải giết một con sinh vật. Và chúng ta có thể xem cái con sinh vật này là sinh tế đầu tiên được đề cập đến trong Kinh Thánh.
Đức Chúa Trời giết một con sinh vật để lấy cái da đó làm che đậy cho sự trần truồng và tội lỗi của Adam và Eva. À, tội lỗi đáng lẽ phải nhận lấy sự chết, nhưng mà giờ đây Đức Chúa Trời đã cung cấp một cái vật thế thân để chết thay là cho Adam và Eva rồi. Đây là cái hình bóng về cái hệ thống sinh tế được thiết lập sau này trong thời cựu ước. Rồi cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu Christ như là một cái của lễ để mà che đậy tội lỗi của con người. Và cái ý nghĩa biểu tượng thứ hai của cái câu thánh này là loài người chúng ta, bởi cái nỗ lực của mình là như là lấy một cái lá vả để che đó, thì không thể nào che thảy đậy hết tội lỗi. Nhưng mà chỉ có duy nhất là Đức Chúa Trời thì mới có cái quyền năng chu cấp được cái sự che đậy hay là cái sự công bình mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Ngài đã chu cấp sự công bình đó, đó qua Đức Chúa Giêsu Christ là con một của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ điều đó ở trong Cô-rinh-tô ghi đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Amen. Kế tiếp, Đức Chúa Trời Ngài đã trục xuất ra Adam và Eva ra khỏi cái vườn Eden ở trong câu thứ 22 đến câu 24. Thật là khổ khi mà con người đã mong muốn rồi nhắm đến cái mục tiêu trở nên Đức Chúa Trời. Rồi thực sự ra thì con người đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và giống Đức Chúa Trời mà. Và giờ đây thì cái điều đó đã được Đức Chúa Trời này quyết định. Chúa phán là giờ loài người đã trở nên một bậc như chúng ta ở câu thứ 22. Và theo một ý nghĩa nào đó thì qua cái việc mà biết được điều thiện, điều ác, con người ta thì đã có đạt được cái mục tiêu đó rồi. Nhưng mà cái mục tiêu đó đã bị xui khiến theo cái hướng sai lạc. Con người đã giống Đức Chúa Trời, nhưng mà giờ đây thì đã quá muộn. Adam và Eva thì mới nhận ra rằng là cái điều tốt lành cao quý nhất của họ là không phải là giống như Đức Chúa Trời. Cái điều quý hơn đó là gì? Là ở trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời mới là đáng quý, chứ không phải là trở nên giống Chúa là đáng quý. Và sau khi mà bị đuổi ra khỏi cái vườn Eden đó, thì họ mới thấy rằng ồ, bây giờ mình cũng nhìn thấy điều thiện, điều ác, mình cũng biết rồi. Nhưng mà thiếu vắng đi cái sự hiện diện của Chúa thì thật là vô phúc thay. Khi mà ra khỏi cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì đây là một cái điều mà bi thảm nhất ở trong cái sự sa ngã của loài người. Bởi vì là cái điều tốt lành cao cả nhất của nhân loại là được ở trong cái mối tương giao với Đức Chúa Trời, giờ đây đã bị đánh mất. Chính Đức Chúa Trời đã ngăn cái con đường đi đến với cái sự sống bằng cách là đặt các cherubim với cái thanh gươm trói ở trên đầu khu vườn. Các cái cherubim này là các hữu thể mà của thiên đàng, có cánh, có phần đầu giống như người. Họ tượng trưng như là những người hầu cận của Đức Chúa Trời. Gươm chói lòa đó là cái gươm đoán phạt của Đức Chúa Trời đã được đặt ở giữa loài người sa ngã và cái cây sự sống. Và ngày nay, cảm ơn Chúa, qua đức tin ở Đức Chúa Giêsu, chúng ta là con cái của Ngài, một lần nữa chúng ta được đến với cây sự sống, đến với sự sống đời đời. Đó là một điều chắc chắn. Nếu mà chúng ta không có được sự sống đời đời, không có được cái cây sự sống từ nơi việc mà chúng ta đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, thì cuộc đời chúng ta là sao? Kinh Thánh Thể Huyền 20 câu 15 chỉ cho chúng ta rất rõ nha. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống thì đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là số phận của cái ảnh hưởng kinh khiếp của tội lỗi đưa đến một cái kết quả như vậy. Thêm nữa, chúng ta xem mà trong Khải Huyền đoạn 21 câu thứ 8. Còn những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, những kẻ đáng gớm ghiếc, những kẻ giết người, kẻ dâm ô, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần chúng nó ở trong hồ lửa có diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Tạ ơn Chúa, giờ đây chúng ta nhìn thấy được cái tác hại vô cùng lớn lao của tội lỗi từ nơi là tổ phụ loài người chúng ta là Adam và Eva truyền đến loài người ở trong những thế hệ sau, và cái tác hại của tội lỗi là như thế nào. Nhưng mà hơn thế, chúng ta nhìn thấy được cái tình yêu, sự thương xót và ân điển của Chúa qua các hình phạt, qua cái sự đoán phạt của Chúa. Ở trong đó có chứa sẵn một cái chương trình cứu chuộc rất lớn lao của Chúa được hoạch định sẵn qua con bột của Ngài, đó là Chúa Giêsu Christ. Chính Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài hiện thân làm người để đem con người ta trở về với
sự sống ở nước đời đời này. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhận biết được mưu kế của Satan là trong sự cám dỗ. Satan rất là quỷ quyệt, nó là kẻ lừa dối, nó là cha của sự nói dối và đưa ra rất là nhiều cạm bẫy để dẫn dắt loài người trở về với cái thế giới của nó, cùng với nó để chịu những hình phạt. Và hơn thế, cảm ơn Chúa, bởi vì chương trình của Chúa tốt lành, chúng ta thấy được tình yêu lớn lao của Chúa qua ân điển của chúng ta bằng cái việc là thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại qua sự chết của Chúa Giêsu, con một của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì khi mà suy gẫm Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 3, là tôi nhìn thấy ở trong đó ân điển, tôi nhìn thấy trong đó sự yêu thương của Chúa, tôi nhìn thấy cái sự ghê gớm tác hại của tội lỗi. Tôi càng tạ ơn Chúa hơn nữa, bởi vì không bởi ân điển, không bởi tình yêu thương, không bởi sự thương xót, có lẽ giờ đây chúng ta cũng chung số phận với Satan ở những hồ lửa đời đời. Dù cho con người phạm tội, nhưng mà bởi sự công chính của Chúa, Chúa Ngài đoán phạt, nhưng mà trong sự đoán phạt đó có ân điển, có tình yêu, có sự thương xót. Ngợi khen Chúa, hallelujah, chúc tôn Ngài. Cầu xin lời của Chúa buổi chiều hôm nay sẽ giúp đỡ cho chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn, căm ghét với tội lỗi hơn, xa lánh xa tăng, xa lánh cám dỗ, không bị lừa đến với cái sự xa bại của con ma quỷ. Lời khen Chúa, chúc tôn Ngài. Cảm ơn Amen. Chúa rất nhiều bây giờ tốt lành này.